Xin chào các bạn. Ngoài bán phụ tùng trên xe cấp thì mình lại cung cấp thêm than nhôm dành cho xe bán tải để chúng ta di chuyển xe lên xe bán tải cho nó dễ nha. Đây, đây là một cái than nhôm gấp nha các bạn. Cái than này nó chịu được 300 kg nha. Mình sẽ tháo cái than rồi. Bây giờ đang có giá ưu đãi rất là rẻ. Khi mà gấp lại như thế này là nó tầm khoảng hơn 1 mét chút xíu. Đây, nó sẽ mở ra nha các bạn. Mở ra và cái đầu phía trên này chúng ta sẽ gắn ở trên cái thành xe nha. Đây, gắn ở trên cái thành xe. Đó. Và chúng ta gấp lên. Cái này nó sẽ hơi, người ta sản xuất nó hơi cao để cho nó có chịu được cái lực. Khi bẻ lại các bạn nhìn thấy nó sẽ hơi cao một chút nha. Đó. Rất là tiện nha các bạn. Đây, chiều dài khi mà mở ra là nó hơn 2 mét, 3 mét quá, 2 mét. Chiều dài nó mở ra là 2 mét nha các bạn. Thông thường khi mà xài cái than nhôm này á thì có điều kiện chúng ta nên xài hai cái để hai bên, tại vì một bên là để xe nó lên và một bên là chúng ta đi lên cái thang chúng ta dắt lên, nếu trong trường hợp các bạn đi một mình. Còn nếu mà hai người thì tiết kiệm thì chúng ta có thể mua một cái, một người giữ xe còn một người đẩy lên, một người đẩy một người giữ. Tại vì khi lúc mà ta đẩy cái xe lên gần cái lên trên cái xe bán tải rồi thì lúc đó cái chân mình đang ở dưới đất thì ai giữ cái xe trên kia ha. Nếu mà một mình thì mình vừa đi lên cầu thang vừa đẩy lên là hai cái thang. Còn nếu có hai người thì chỉ cần một cái thôi là được rồi, một người đẩy một người giữ cái xe ở bên trên, rất là tiện nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn coi chi tiết nữa. Đây là hàng nhập khẩu đúc, hàng nhập khẩu nha các bạn, không phải hàng Việt Nam nha. Đấy, làm rất là chắc chắn. Nhôm hàng. Đây. Bằng nhôm nha các bạn, rất là nhẹ. Nhẹ nhưng mà chắc nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy than nhôm gắn cho xe bán tải hoặc là xe tải dùng để vận chuyển xe lên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình, ship hàng tận nhà cho các bạn nha.